Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng máy tính số 1 đường Hồ Tùng Mậu, gần ngã ba rẽ vào phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Sau khoảng hơn 20 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, công an thành phố Hà Nội có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa và phun nước sang khu vực bên cạnh phòng tránh cháy lan. Đám cháy xuất phát từ trên tầng 2, sau đó bén xuống các vật dụng dễ cháy như quần áo và nhựa nên dẫn đến ngọn lửa bùng phát nhanh. Đến khoảng hơn 12 giờ, đám cháy đã được các lực lượng chức năng dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.